Thưa quý vị, kể từ khi được xuất bản, tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có sự lan tỏa mạnh mẽ và được các tầng lớp nhân dân quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu, nhất là trong cán bộ, đảng viên và cả đoàn viên thanh niên. Thông qua đó đã góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là cẩm nang đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nêu vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng, giúp cán bộ đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Để lan tỏa giá trị cuốn sách, thời gian qua các đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể chính trị xã hội tại thành phố đã đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền về tác phẩm. Mở một cái đợt sinh hoạt chính trị để học tập sâu rộng trong đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể cũng như các tầng lớp nhân dân, trong đó là tập trung vào cái nhiệm vụ là giới thiệu nội dung cốt lõi của quyển sách và những cái phương hướng, cái tâm huyết của người lãnh đạo của đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng. Cuốn sách rất là ý nghĩa, nó như là một cuốn cẩm nang, là một nội dung mà thể hiện được cái quan điểm của đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu, thấm nhuần giá trị cuốn sách cũng được xem là nền tảng, góp phần giúp các cấp cơ sở đảng triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ cơ sở, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của nhân dân. Người dân chúng tôi rất kỳ vọng vào để chúng ta kiểm soát trong quá trình cán bộ thực hiện thi hành công vụ và cũng những vụ kiểm tra, điều tra, xét xử những vụ án lớn để mang lại cái lòng tin nhân dân đối với chính quyền của thành phố Đà Nẵng trong thực hiện cái phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư cũng sẽ là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.